thì bên Vũ cam kết là sẽ bảo hành cho khách hàng của mình về cửa nhôm những cái góc này là lên tới là 10 năm và những cái phụ kiện kèm theo là bảo hành 5 năm ha mọi người ha. Một cái thời gian bảo hành để khẳng định được cái chất lượng. Hai, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Vũ cùng với mọi người đi vào tham quan một xưởng sản xuất nhôm Sinfa, một đơn vị đối tác của công ty Tiến Phát số 8. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem quy trình gia công và lắp đặt nhôm Sinfa nó sẽ như thế nào. Mời các bạn cùng đi với Vũ nha. Let's go. Cái quy trình đầu tiên đó là chúng ta cần phải đi đo kích thước hiện trạng của các cửa trực tiếp ở ngoài công trình. Thì như vậy thì khi chúng ta sản xuất và chúng ta lắp đặt nó sẽ chính xác hơn mọi người ha. Chúng ta không thể nào sản xuất dựa trên cái bản vẽ chi tiết mà chủ đầu tư đưa cho chúng ta được, vì chắc chắn nó sẽ có sai số. Và người thợ thi công, thợ hồ thi công thì cũng không có chuẩn 100% đâu mọi người. Thành ra là chúng ta cần phải đi đo trực tiếp ngoài công trường về kích thước các cửa hay những cái vách mà chúng ta cần làm. Sau khi mà chúng ta đo các kích thước cửa trực tiếp ở ngoài công trình thì giai đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ về chúng ta vẽ lại. Bắt buộc chúng ta phải vẽ lại bằng một cái bộ bản vẽ chi tiết riêng của bên cửa nhôm để mà cho anh em ra từng cái thanh nhôm để mà lắp đặt cho nó một cách chính xác nhất, để mà cho những cái cửa chúng ta khi lắp ở công trình nó được khít nhất và đẹp nhất có thể ha mọi người ha. Trước mắt của chúng ta đây là những thanh nhôm được nhập về. Thì ở đây là Vũ chuyên làm cái hai cái loại nhôm nhiều nhất, đó là nhôm Sinfa Việt Nam và nhôm Sinfa Quảng Đông. Thì một thanh nhôm như thế này nó có chiều dài đâu đó nó khoảng 6 mét ha mọi người ha. Đây là nhôm Việt Nam nè mọi người. Mọi người nhìn nè. Đây là nhôm Sinfa Việt Nam. Đây. Ha, của Tiến Đạt ha mọi người ha. Được rồi, chúng ta cùng kéo thước đi đo xem coi cái thanh này nó dài bao nhiêu nha. Rồi. Một thanh nhôm của chúng ta là có chiều dài là 6 mét nè mọi người ha, nhôm Sinfa Việt Nam. Và đây là những thanh nhôm Sinfa Quảng Đông nè mọi người. Hai qua Quảng Đông mọi người thấy là nó có rõ ràng nó đề là made in Quảng Đông luôn mọi người ha, có mã vạch đầy đủ. Và một thanh nhôm đó là bao nhiêu mọi người cùng với Vũ đo nha. Đó, một thanh của nó là 5m8 mọi người ha. Trong đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ là lấy những cái thanh nhôm đó ra và chúng ta dựa theo những cái bản vẽ chi tiết shop drawing để mà chúng ta cắt ra từng cấu kiện nhỏ như thế này ha mọi người, từng thanh như thế này ha. Và chúng ta phải muốn cho cái đường cắt của chúng ta nó chuẩn, nó chính xác và nó đẹp thì chúng ta phải cắt bằng những cái máy cắt chuyên dụng ha mọi người ha. Và đây là mọi người, đây là một cái máy cắt CNC ha mọi người ha. Máy cắt CNC này nó sẽ giúp cho các thanh nhôm của chúng ta được cắt ra một cách chính xác nhất ha, tính bằng gem luôn mọi người chứ không tính bằng mm ha mọi người ha. Và chi phí để mua cái máy này là hơn 200 triệu một cái máy này mọi người ha. Sau khi chúng ta cắt ra thành phẩm những thanh nhôm thì chúng ta sẽ đem những cái thanh nhôm như thế này và chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ đục những cái lỗ thoát nước cũng như là mình đục những cái ổ khóa cũng như là những cái lỗ để chúng ta bắt những cái ke vĩnh cửu vào. Và đây là cái máy đục hay là máy dập ha mọi người ha. Rồi chúng ta sẽ xem coi cái máy nó dập những cái thanh nhôm này của chúng ta như thế nào. Mọi người thấy ha, cái vết dập rất là đẹp, không có bị tưa ra hay gì hết mọi người ha, và dập rất là êm ái cũng như là dứt khoát. Đây là những cái lỗ để mà chúng ta bắt những cái ke vĩnh cửu vô, sau này bắt ke vĩnh cửu vô. Ở đây nó có rất là nhiều những cái lỗ khác nhau ha. Đó, ví dụ như khóa thì chúng ta sẽ dập bằng những cái lỗ nó khác so với lại cái lỗ ke hồi nãy. Đấy. Đó mọi người thấy, đây là chúng ta đục, chúng ta dập những cái lỗ mà để chúng ta lắp đặt ổ khóa sau này. Chúng ta sẽ đến một cái quy trình cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định cái độ bền của cánh cửa của chúng ta. Chúng ta nên biết là khi những thanh nhôm của chúng ta khi lắp ghép lại thì nó sẽ được ép lại những cái góc như thế này.
thì bên Vũ, khi bên Vũ làm thì bên Vũ dùng những cái thanh ke như thế này ha mọi người ha. Những thanh ke mọi người coi kích thước những thanh ke này rất dày, rất là dày ha mọi người ha. Để chi mọi người, những thanh ke này nó sẽ được đóng vào đây và bắt vào ra mọi người ha. Bắt vào bằng cái keo PU và sau đó là đem vào cái máy thủy lực để mà ép. Còn rất nhiều đơn vị họ lợi công, lợi vật tư thì họ dùng những thanh ke như thế này. Đây là những thanh ke hàng chợ nè, mọi người thấy không? Rất mỏng đó, nó mỏng hơn so rất là nhiều với lại những cái ke gốc mà bên Vũ làm ha. Đây là hàng chợ nè, đây bên Vũ làm nè. Và những đơn vị bên ngoài thì họ chỉ vào ke và họ bắt vít thôi. Đây mọi người thấy không? Đó, họ khoan sẵn vít, họ bắt vít thôi. Đó, họ nói như vậy thì chắc chắn là cái cửa chúng ta, cái hở, cái gốc nó sẽ không có chắc chắn bằng việc mà chúng ta vô cái ke lớn như thế này, chúng ta dán keo vào và chúng ta dùng máy thủy lực chúng ta ép lại. Đó, đó là cái sự khác biệt giữa thi công cửa nhôm sinh pha bên Vũ và so với những thị trường ở ngoài. Với cái biện pháp mà dùng những cái thanh ke này và ép bằng máy thủy lực các gốc thì bên Vũ cam kết là sẽ bảo hành cho khách hàng của mình về cửa nhôm những cái gốc này là lên tới là 10 năm và những cái phụ kiện kèm theo là bảo hành 5 năm ha mọi người ha. Một cái thời gian bảo hành để khẳng định được cái chất lượng. Sau khi các thanh nhôm đã được vào những cái ke và được dán keo cứng lại thì chúng ta sẽ cho tiến hành đưa vào cái máy thủy lực để ép gốc ha mọi người ha. Đây là một cái máy nó sẽ ép những cái gốc của thanh nhôm này lại một cách rất là khít để mà tăng cái độ bền cho những cái gốc thanh nhôm này ha mọi người ha. Vũ nhắc lại ha, cái nhôm của chúng ta nó có độ bền cao hay không là cái quy trình mà ép gốc này nó rất là quan trọng. Thì Vũ nhắc lại thêm một lần nữa, quy trình ép gốc là chúng ta vào ke dán, dán keo cái ke, và cái ke nãy Vũ nói đó, cái ke rất là dày, rồi chúng ta đưa vào máy thủy lực để chúng ta ép cái gốc nó lại. Thì như vậy thì nó sẽ tăng cái chất lượng của chúng ta lên rất là nhiều. Còn những đơn vị ở bên ngoài thường họ lợi công, lợi vật tư thì họ không có ép thủy lực ha mọi người. Họ chỉ có dùng những cái ke mỏng đó và họ bắt vít vào để cố định cái gốc lại thôi. Và Vũ chỉ mọi người cách phân biệt nè. Đây, đây là một cái mà chúng ta cần phân biệt. Khi mà cái cửa chúng ta được ép thủy lực thì mọi người thấy nè, có, ở đây là có những cái dấu mà của cái máy thủy lực nó đè nè, những cái những dấu mớp của thanh nhôm ở trong này mọi người thấy không? Ha, còn mà những cái mà bắt ke mà bắt vít thì ở đây là những cái đầu vít ha mọi người ha. Nó sẽ có những cái đầu vít ở đây để bắt thì như vậy chất lượng nó sẽ không được đảm bảo. Còn đây làm như thế này mới là làm đạt kỹ thuật ha. Và làm như vậy thì mới dám bảo hành lên tới 10 năm nè mọi người. Rồi mọi người coi cái mức độ hoàn thiện của nó khi ép gốc nè mọi người. Vũ sẽ xé cái tem ra cho mọi người coi cái. Đây, cái vết mà khi mà ép thủy lực mọi người thấy không? Nó rất bằng phẳng và nó rất là khít. Ha, rất khít và rất là đẹp. Đó, còn mà chúng ta bắt ke thì nó không bao giờ mà nó đạt được vậy đâu. Và khi chúng ta sử dụng thì có thể là cái khuynh hướng nó hở ra nữa mọi người. Nó sẽ có hở ra nhiều nữa, còn làm như vậy thì là rất là đảm bảo ha mọi người ha. Và cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng cái máy thủy lực để chúng ta ép những thanh nhôm này thì đối với những thanh nhôm có cái độ dày nó mỏng dưới 1.4 ly thì đưa vào máy thủy lực ép không được ha mọi người ha. Ép là nó sẽ hư luôn cái thanh nhôm này luôn. Thành ra là nhôm nó phải dày từ 1.4 ly trở lên, hệ khung nhôm nó phải chất lượng, phải dày thì chúng ta mới dùng cái biện pháp ép ke này được ha mọi người ha. Sau khi mà các thanh nhôm nó được ép gốc xong rồi thì chúng ta sẽ tạo giai đoạn là chúng ta sẽ lắp đặt những cái phụ kiện bản lề như thế này ha. Bản lề nè, đó. Và những cái thanh truyền đa điểm nè mọi người ha. Đó là chúng ta cũng phải vào lắp đặt luôn. Đó, những thanh truyền đa điểm này. Thì cái khoảng cách mà cái bản lề này chúng ta lắp vào từ cái đầu cửa hoặc là cái đuôi cửa thì cái khoảng cách này nè mọi người thì nó phải đạt là 15 phân ha mọi người ha. Đó, từ cái đầu cửa xuống điểm này là 15 phân để mà chúng ta lắp đặt cái bản lề. Thì với một bộ cửa bốn cánh thì chúng ta phải lắp đặt ít nhất là bốn cái lề này ha, nó mới đảm bảo. Và những cái phụ kiện này bên Vũ cam kết là đều xài là phụ kiện của Kinh Long, hàng chính hãng ha mọi người ha. Đó, thì phụ kiện Kinh Long hàng chính hãng thì mọi người thấy là Vũ hay nói rất là nhiều là nó luôn có những cái nắp chụp trên cái bản lề này của chúng ta và có in hình chữ Kinh Long. Còn hàng chợ ở ngoài nó không có những cái nắp bít này đâu mọi người, nó không có đâu. Rồi, và đây là cái bộ khung cửa mà chúng ta đã hoàn thiện hết rồi mọi người. Thì giai đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ vận chuyển cái này ra ngoài công trình, vận chuyển kính ra nữa. Kính thì chúng ta là kính cường lực nên ra chúng ta cũng phải đo cho nó chính xác để mà chúng ta cùng đem kính và khung này ra công trình và chúng ta lắp đặt cái kính vào cái khung này trực tiếp ở ngoài công trình luôn ha.
để cho công tác vận chuyển nó được an toàn hơn. Một ít phút chia sẻ với mọi người về những cái quy trình mà chúng ta gia công lắp đặt một bộ cửa nhôm Sinfa nó như thế nào. Mong mọi người sẽ thích thú video clip này. Và Vũ nhắc lại ha, khi bên Vũ làm cửa nhôm Sinfa cho các khách hàng thì sẽ có chế độ bảo hành cực khủng. Đó là bảo hành 10 năm cho cái phần khung cửa, 5 năm cho tất cả các phụ kiện dính liền với lại cái cửa của chúng ta. Các bạn còn chần chờ gì nữa, khi mà chúng ta muốn lắp đặt một bộ cửa nhôm Sinfa cứ gọi cho Vũ. Vũ sẽ sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn các bạn hoàn toàn miễn phí ha các bạn ha. Thậm chí là những các bạn ở tỉnh luôn, Vũ cũng sẽ xuống để mà Vũ đo và lắp đặt. Nhưng mà ở tỉnh thì số lượng nó cũng phải tương đối nhiều ha mọi người ha. Ít quá đo có vài triệu bạc thì chắc cũng không đủ chi phí đâu. Chúc mọi người xem clip thật là vui vẻ. Và gọi cho Vũ qua số điện thoại 0903 768 270. Bye bye và hẹn gặp lại.